rời quê hương, tuổi thơ anh bơ vơ lạc loài trên đảo buồn. Rồi được cha mẹ nuôi cưu mang đến nơi đây, với truyền thống cha ông anh cố gắng học hành, vượt qua nhiều gian nan, người Việt Nam hôm nay trở thành người thứ hai làm chuẩn tướng trong quân đội Hoa Kỳ. Cảm ơn anh đã làm vẻ vang cho dân tộc Việt Nam. Bài ca tôi viết tặng kính gửi đến cho anh, gia đình vợ con anh, và vẫn không quên ơn người đã cứu mang anh. Dù họ nay đã khuất, nhưng tôi tin chắc rằng họ hãnh diện vì anh đã đáp đền công ơn. Đời một người quân nhân xa chi bao gian nguy, phục vụ non nước này, phục vụ cho tự do bao la khắp năm châu. Những người lính hôm nay luôn cố gắng học hành, rồi mai này tương lai người Việt Nam tha hương, những người Việt tiếp theo làm chuẩn tướng trong quân đội Hoa Kỳ, vẻ vang thay con cháu Việt quốc gia luôn luôn làm rạng danh. Viết tặng kính gửi đến cho anh, gia đình vợ con anh, và vẫn không quên ơn người đã cứu mang anh. Dù họ nay đã khuất, nhưng tôi tin chắc rằng họ hãnh diện vì anh đã đáp đền công ơn. Đời một người quân nhân xa chi bao gian nguy, phục vụ non nước này, phục vụ cho tự do bao la khắp năm châu. Những người lính hôm nay luôn cố gắng học hành, rồi mai này tương lai người Việt Nam tha hương, những người Việt tiếp theo làm chuẩn tướng trong quân đội Hoa Kỳ, vẻ vang thay con cháu Việt quốc gia luôn luôn làm rạng danh, vẻ vang thay con cháu Việt quốc gia luôn luôn làm rạng danh.